Vừa qua thì công ty cổ phần đầu tư Thảo Dược Xanh đã phối hợp với Hội đồng Nhân sâm bang Wisconsin của Hoa Kỳ tổ chức chương trình Gala Dinner Sâm Wisconsin Hoa Kỳ Năng lượng mới. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá sâm Wisconsin Hoa Kỳ tại Việt Nam của chính phủ Mỹ. Được biết đến như một loại sâm tốt nhất trên thế giới, nhân sâm Wisconsin được trồng dưới bóng râm và chỉ thu hoạch từ 4 năm tuổi. Đặc biệt, nhân sâm phải được trồng trên vùng đất nguyên sơ mới được khai phá và chỉ được canh tác một lần duy nhất trong mùa vụ theo quy chuẩn nghiêm ngặt của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Chia sẻ trong chương trình Gala Dinner Sâm Wisconsin Hoa Kỳ Năng lượng mới vừa diễn ra tại Đà Nẵng, ông Đặng Đức Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh cho rằng hiện trên thị trường Việt Nam có 3 loại sâm được bán nhiều nhất là sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc và sâm Hoa Kỳ. So sánh về chất lượng, chi phí thì sâm Trung Quốc không bằng sâm Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hình dáng và màu sắc của hai loại sâm này khá giống nhau nên nhiều người thường hay nhầm lẫn. Vì vậy, người tiêu dùng cần xem và lưu ý khi lựa chọn sản phẩm này. Ngoài ra, trong chương trình lần này, ban tổ chức đã mời đầu bếp nổi tiếng Jack Lee nấu một số món ăn có nguyên liệu từ sâm Wisconsin, Hoa Kỳ để phục vụ hơn 200 khách mời của chương trình.